được một chàng trai cầu hôn, nhưng cô gái lại sợ hãi, quỳ lại van xin thảm thiết. Với hội chị em thì việc được cầu hôn là một việc có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời. Tuy nhiên cô gái trong clip khi được một người đàn ông cầu hôn lại có những hành động mà không ai ngờ tới. Không được may mắn như những chàng trai khác, thanh niên trong clip đã bị cô gái từ chối. Tuy nhiên không chỉ từ chối bằng lời nói mà cô gái còn quỳ lại van xin chàng trai đừng yêu mình nữa. Không biết thanh niên này làm gì có lỗi hay có điều gì tồi tệ hay không, mà có vẻ cô gái cảm thấy sợ hãi khi phải đón nhận tình yêu từ anh này. Và có khi nào anh thấy tiếc nuối tình ngày xưa vội vàng quá để mình mất nhau. Tình yêu là phải xuất phát từ hai phía, nhưng phải van xin như thế thì giải thoát cho nhau mới là điều tốt nhất, phải không các bạn? Nhiều cộng đồng mạng cho rằng có lẽ thanh niên này là người cuồng yêu nên cô gái từ chối là đúng đắn. Phía sau chắc còn có nhiều lý do nên mới khiến cô phải quyết định như vậy. Mình không phải người trong cuộc, đừng vội đánh giá họ. Nhưng trong tình yêu, sợ nhất là những kẻ cuồng yêu, bất chấp tất cả vì yêu. Vì yêu mà muốn chiếm hữu. Yêu kiểu gì mà để người con gái ấy phải van xin buông tha vậy? Hay, tôi cũng từng quỳ xin người yêu cũ đừng yêu tôi nữa vì tôi sợ cảnh anh ấy dọa nạt đánh tôi. Cặp đôi nào yêu nhau cũng mong muốn có một kết quả tốt đẹp. Hy vọng chàng trai và cô gái trong clip sớm tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Bạn có cảm nhận như thế nào về sự việc này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé!